năm 2024, bếp sẽ không lắp rửa kéo truyền thống vì ra vào quá chật chội và đường ray dễ bám bụi bẩn. Thay vào đó, nên tháo dỡ tường không chịu lực, thiết kế tủ rượu cao đối xứng, giúp phân loại trà dễ dàng, rồi lắp rửa kéo treo để ra vào rộng rãi và dễ vệ sinh. Thứ hai, di chuyển tủ lạnh sang bên phải, sử dụng tủ kết hợp và tủ kéo tùy chỉnh cho tốt, không làm tủ khô truyền thống mà thiết kế tủ hình kim cương, giúp lưu trữ gạo, bột và dầu ăn tốt hơn. Phía trên làm một kệ để đồ, dễ dàng lưu trữ các thiết bị bếp thường dùng. Thứ tư, không làm tủ treo truyền thống, không nên dùng kệ để lấy đồ mà nên làm thiết kế kéo kim loại bên ngoài để dễ dàng lưu trữ các chai lọ và gia vị, giúp lấy ra dễ dàng. Thứ năm, không làm kệ mà nên làm ngăn kéo phân đoạn, giúp phân loại các dụng cụ bếp rõ ràng và dễ lấy. Thứ sáu, để tủ đứng trống, giúp giỏ rau trở nên thực tiễn hơn. Vào trang chính để xem thêm các bộ sưu tập trang trí. Về decor, nội thất độc lạ, thông minh số 1 Việt Nam.